Vâng, lại một lần nữa em rất vui khi gặp tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn trẻ. Lời nói đầu tiên cũng không biết nói gì hơn hết, gửi cho cả nhà mình một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân thương nhất. Hôm nay em sẽ review một chiếc xe với một mức giá là 75 triệu đồng. Tên em nó là Toyota Corolla, sản xuất đời 2000, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực, kính quay tay, đồng sơn si, nội thất khá là sạch sẽ. Con xe này với dung tích xi lanh là 1.3 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó chỉ là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Một mức giá là 75 triệu đồng thì bên em sang tên và ủy quyền các kiểu cho anh chị đều được ha. Và bây giờ mời tất cả các anh chị cô chú cùng theo em kiểm tra về nước sơn, đồng sơn si, máy móc cầm bẹp lên như thế nào. Nước sơn bề ngoài chiếc xe này thì khá là sạch sẽ. Em nó mang một lớp màu xám, cái này gọi là màu lông chuột nha anh chị nha, màu xám lông chuột nước sơn rất là mới, rất là ngon lành cành đào. Đăng kiểm thì còn khá là lâu, tới tháng 4 năm 2023 mới hết hiệu lực anh chị ha. Đây, một cái form dán cho chiếc Toyota Corolla sản xuất đời 2000, rất là ok. Nước sơn thì không thể gì chê được nha anh chị nha. Đây, đèn bọc rất sáng. Đó, bảng số đang đeo là bảng số ở Đắk Nông anh chị. Đó, sang tên ủy quyền ok hết nha anh chị nha. Chị thấy nước sơn đẹp không? Đây, đẹp len keng luôn, đẹp lộng lẫy luôn, đẹp len xe ben luôn. À, yêu quý chiếc xe này, thích tới em nói một cái là em nói chạy là rất là tiết kiệm xăng anh chị ha. Thì máy của em nó chỉ có 1.3 thôi. Đèn rất đẹp, chị thấy không? Quá đẹp trong một tuần luôn. Cái bánh bên này nó hơi mềm anh chị. Em nó sở hữu một cặp ca lăng đúc nhìn cũng rất là đẹp, xịn sò. Vỏ bánh con xe này thì cũng còn rất là dài anh chị ha. Gai thì cũng còn được 70-80%. Rồi nó quất luôn cái đinh nè anh chị. Không phải bị xì mà lúc cái đinh luôn nè, một cái đinh ở trong nè chị thấy không? Đó, thắng địa anh chị thấy không? Ok chưa? Nước sơn, nước xiết đồ ngon lành cành đào hơn anh chị ha. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về nội thất ở bên trong của em nó như thế nào ha. Đây. Nội thất bên trong thì em nó là sạch sẽ nha anh chị ha. Đây. Anh chị lấy thì em sẽ vệ sinh lại tí xíu cho. Đây, tẩy rửa lại cho. Nói chung ghế cái đồ vẫn còn ngon lành cành đào, không có rách rưới đâu hết anh chị. Chiếc xe màn hình thì quý chị có chú thấy không? Tắp bi tắp lô đây. Đây anh chị thấy không? Đây, vân viết nội rất là đẹp ha. Xe này là bốn kính quay tay nha anh chị nha. Quay tay thì vận may sẽ tới ha. Cửa nẻo thì đóng cũng khá là khít ha, rất là liền lạc. Nay sao trời nó buồn anh chị, mới vừa rửa sơ qua một cái mà đầu anh chị thấy nè, buồn kinh khủng luôn. Đây, bốn cái tắp bi cửa anh chị nè. Ok cho anh chị. Quá đẹp cho một cuộc tình ha. Ở xe chung là dòng xe này anh chị nào đã từng xài Toyota Corolla thì anh chị sẽ biết được cái cảm giác của em nó chạy rất là sướng, rất là bốc ha. Và đặc biệt là siêu tiết kiệm xăng. 6 lít xăng trên 100 cây số. Đây, máy có 1.3 à. Rất lợi anh chị thấy không? Đây, hợp thì chân đi lên đi xuống của em nó đây. Theo năm tháng thì em nó cũng vàng màu theo sắc màu. Tắp lô của em nó đây rất là đẹp, vân viết nữa còn ngon lành cành đào vậy thôi. Đây, kèo cột chủ A chủ B. Thì những dấu hiệu đó là chiếc xe của mình không bị cứng đụng va quẹt vô xương sầu anh chị ha. Cửa nẻ thì bao rồi, ok rồi. Và đây là hệ thống dàn gầm ở bên phụ. Chiếc xe màn hình thì quý anh chị thấy gầm bề em nó rất là ngon lành cành đào. Được không? Gầm bề thì không thể gì mà chê được. Được không? Gầm rất ngon. Máy móc gầm bề là không thể gì mà bàn cãi được. Cản kiếp rồi, rất là liền lạc nha anh chị. Đây, đèn rất đẹp, rất sáng. Đó, chỉ có 75 triệu đồng thôi. Quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe này. Đây là hệ thống cửa đằng sau bên tài của em nó. Đây, tắp bi tắp lô này chị thơ. Đẹp không anh chị? Nói chung là sạch sẽ. Sản xuất đời 2000 mà bây giờ cái chiếc xe mà em nó giữ được như vậy thì cũng khá là ngon lành cành đào. Đấy, chị thơ. Vân nội đất đẹp. À, đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nha anh chị. Đó, kính quay tay thì vận may sẽ tới ha. Kèo cột chủ A chủ B em nó vẫn còn nguyên bản theo nhà sản xuất ha. À, rất liền lạc anh chị ha. Tinh kỹ rồi còn hết. Ngon lành cành đào. Thì những dấu hiệu là nó chiếc xe của mình không bị cứng đụng vô trong trụ nha anh chị nha, không có vô trụ vô chiếc rồi nha. Va quẹt cản đầu cản đít thì trong quá trình chạy những chiếc xe cỏ này mà kêu mà không va quẹt thì mình kêu là mình nói xạo quá anh chị ha. Không bao giờ mà tin được. Nhưng quan trọng là kèo cột nè, trụ chiếc nè,
không bị cứng đụng nặng ha. Chứ còn vẫn cứng đầu cứng đít thì cản kiết được cái đó phải là có chứ không bao giờ mà tránh khỏi được. Chân thì chân nỉ. Xe thì có hỗ trợ một màn hình giải trí nghe nhạc. Trên này có thêm một cái nữa mà cái này chắc nó hư rồi. Người ta gắn vô đây cho đẹp thôi, chứ quan trọng là sử dụng cái ở dưới vậy ha. Số thì số sàn vậy ha. À, mặt bàn thờ rất là sáng. Đây, vô lăng thiết kế kiểu 4 chấu gắn chữ Corona. À. Và bây giờ em sẽ đề máy cho anh chị cùng tham khảo ha. Xe này thì máy lạnh rất là sâu. Máy lạnh rất là sâu nha anh chị. Rất mát. Đó. Tay lái trợ lực rất là nhẹ. Đèn còi xi nhan đầy đủ, gạt mưa gạt nắng rất là trơn tru. Kính quay tay thì vận may sẽ tới, có quay có thưởng, không quay không thưởng nha cả nhà nha. Đèn còi xi nhan không thiếu một chức năng nào hết. Đó. Rồi bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về khoang cốp của em nó nha. Khoang máy của em nó như thế nào ha. Ở một chiếc xe Toyota Corolla. Cái này là Corolla chứ không phải là Corona nha anh chị nha. Na với la giống nhau, cái vô lăng đó hình như là bị đổ anh chị. Đây, trước sự khoang máy thì anh chị thấy là máy rất khô ráo và sạch sẽ nha anh chị nha. Đây. Nhìn thấy không? Cái tiếng cách thì nó bị cái dây Corolla. Tí xíu em sẽ tăng lên lại cho. Với một hệ thống này dung tích xi lanh là 1.3 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là chỉ là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Nhìn thấy không? Đó, ok chưa anh chị? Đó, với một số tiền chỉ có 75 triệu đồng thôi thì quý anh chị sử dụng ngay chiếc xe Toyota Corolla này. Đó, xe này bên em sang tên và ủy quyền cho anh chị đều được. Đó, anh chị nào yêu quý chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Và đây là dàn khoang gầm ở bên tài của em nó. Nếu mà nói về gầm bệ chiếc xe này thì không thể gì bằng cãi mà cũng không thể gì nói được anh chị ha. Gầm em nó rất cứng cáp và rất đẹp nha cô chú và anh chị. Ok chưa anh chị? Đấy. Quá đẹp, đẹp xuất sắc luôn anh chị. Quá ok luôn. Đấy. Vỏ bánh thì còn được 70-80%, ngon lành cành đào ha. Đây là công tắc mở xăng của em đó. Và đây là hệ thống mở cốp đây. Mở cái cốp cho anh chị cùng tham khảo luôn ha. Với một cái khoang cốp của chiếc xe này thì em nó cũng khá là rộng rãi dành cho một cuộc hành trình đi chơi xa là cũng ngon lành cành đào lắm nha anh chị. Đây. Rất rộng anh chị ha. Khoang cốp thì đã được chủ trước họ dán 3M rồi, cách âm luôn. Đây chị thấy không? Bánh sơ cua có, đó. Keo cua còn hết kim chỉ nè. Ok chưa anh chị? Đó. Với một số tiền chỉ có 75 triệu đồng thôi, quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc xe Toyota Corolla. Sản xuất năm 2000, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực, kính quay tay, dung tích xi lanh là 1.3 xuyên tích xi lanh, 6 lít xăng trên 100 cây số. Và con xe này bên em sang tên và ủy quyền cho anh chị đều được ha. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.